Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Bây giờ giới thiệu về mình đi, mời em gái. À, em xin chào chị Tường xinh đẹp. Chào anh Đăng Vui Tính. À, chào anh Nam bên Giọng Mồng Tơi. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phượng. Ở nhà thì má em hay gọi em là Mít Ướt, bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Dạ, em chào anh MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường mà. Chào em. Chào khán giả. Chào bạn gái ngồi bên hàng rào bên kia. Em tên Trần Mạnh Quốc, năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành, Đồng Nai. Đồng Nai luôn? Dạ, em làm nhân viên chất lượng ạ. Anh ở Long Thành ạ? Đúng rồi. Anh làm vậy là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu nhưng mà thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Không sao. Em cũng hậu đậu nữa. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Sự hậu đậu nó có thương hiệu không chị? Nhưng mà em lại có điểm mạnh là em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm. Em có trách nhiệm trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình. Em thích chơi thể thao, thích đọc sách. Ưu điểm của em thì em thích nấu ăn. Rất là cưng bạn gái, cưng chiều bạn gái. Thích nấu những món ăn mà bạn gái thích. Thí dụ bây giờ thì mình ăn chừng cái món đó 2-3 lần là có thể mình về mình bắt chước mình nấu theo được. Tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống vậy. Còn cái nhược điểm của em là không thích đợi chờ, giống như hẹn hò đi chơi là phải đúng giờ. Nhiều khi có thể xúc nó xê dịch khoảng 5-10 phút là được, mà để đợi lâu có thể hơi khó chịu. Bực mình á thì mình sẽ ít nói, không nói, mình giận mình không nói. Mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước thì mình sẽ bắt chuyện lại. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình là sâu sắc nhất đối với em là mối tình đầu thời sinh viên, kéo dài 4 năm. Còn cái mối tình sau này? Mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó. Nhưng mà bạn đó thì cũng vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội. Rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Từ năm 2015 đến giờ. Lý do tại sao mấy năm nay không có ai, mình không để ý ai, không ai đeo đuổi như thế nào? Tôi cũng có các bạn nam để ý nhưng mà em không biết sao nhưng mà em không có cảm xúc. Bây giờ bắt đầu cũng hơi khó tính rồi ha. Dạ. Còn bạn trai? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 năm. Mối tình đầu của em được 4 năm. Mối tình thứ 2 thì cũng khoảng 3 năm. Thôi, 7 năm rồi. Còn mối tình thứ 3? Thứ 3 thì mới đây, năm 2016. Là mấy năm? Được gần 1 năm. Tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó? Lúc đầu em, cái tính của em thì nó hơi ngang. Tính em, ví dụ em nóng lên á thì đừng có cãi lại. Mình nóng tính, mình cố chấp, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì còn gì nữa không? Nhiều khi mình không có hiểu, mình không chịu hiểu người ta, mình cứ bắt ta phải hiểu mình. Đúng rồi. Thì cái đó coi như mình bỏ qua nha. Bớt nóng tính nè ha. Rồi mình phải hiểu người ta mới hiểu mình. Hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu. Mình muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m56 đến 56 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em muốn một cái người đó dù em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Nước mắt là vũ khí đó. Mình bật lên đó rồi người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh là lần đầu mình sợ nhất là cứ tóm lại là cứ la là khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đó là... tức là sợ rồi nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Em chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc luôn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói cho Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn, dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được. Rồi, bạn trai còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi, chào em. không nhậu rồi, không nhậu. Cái không biết nhậu. Dạ không nhậu. Uống 1-2 ly là người nó đỏ, mặt nó đỏ lên là đó tốt chứ có đâu xấu em.
Trong cuộc sống em có sợ cái gì không? Em sợ ma lắm. Em thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á, em ra ngoài em chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á, em vừa đi ngang em thấy em thấy một bóng đen, em sợ em chạy hết đà, em chạy về nhà. Sang ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. À, qua ngày hôm sau mới đi ngang đi qua lại chỗ đó nữa, vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Trời thấy ơi, cục xi măng nhưng thấy con ma em sợ, con ma nó mặc cái ghê lắm, cái ghê lắm, dài lắng cón đồng hồ răng cỏ lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp à hả? Yeah. Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à, em sống ba mẹ. Như là làm dâu đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm, em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, em buồn quá trời luôn, em làm gì vui vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được chứ. Rồi, chơi luôn đi. Có sập sân khấu không? Dạ được. Em làm cái gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi chút, nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, coi là gia đình mình có ủng hộ không. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai anh chị dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc, nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh dỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này thì em thấy anh cũng được, cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em, nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Rồi. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ em đi với anh em, anh bà con. Rồi chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi cảm ơn anh nha. Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha, để lấy cảm tình bạn gái đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà khoe liền đúng không? Rồi mở rào. Anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. À, cảm ơn. Rồi hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống cà phê với bạn. Em cũng hỏi có đi. Một số câu hỏi vui muốn hỏi anh thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, hỏi trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không. Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à? Đi hoài à? Vợ đâu đi hoài? Không phải. Đi bộ á như vậy vậy. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh hay đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi vậy. À sao em? Đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của em? Khoảng 50%. 50%. Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không thưởng 50% là thưởng mà 40% thì em phạt. Em thấy sai có hai ba câu thôi chứ mấy. Ở đây không có sai gì hết. Dạ. Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một rồi. Câu tỏ tình.
ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến xa hơn. Cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba ở bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút để uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau các bạn. Rồi hãy chào các bạn hạnh phúc nha. Hai bạn. Cái này khỏi. Đây. Không được. Cái này khỏi. Đâu có khỏi được. Không má hay không đầu em?